Nhà báo Lưu Minh Vũ là một trong những nhà báo nổi tiếng và có uy tín trong làng báo chí Việt Nam. Anh còn giữ vai trò MC trong nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng. Đặc biệt, Lưu Minh Vũ còn là con của cố nhà biên kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ. Lưu Minh Vũ sinh ngày 5 tháng 6 năm 1970, là con trai của cố nhà biên kịch sân khấu, nhà thơ Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên. Cha mẹ anh kết hôn từ năm 1969 đến năm 1972. Ngày 29 tháng 8 năm 1988, cha anh, nhà thơ Lưu Quang Vũ cùng với vợ thứ hai là nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai Lưu Quỳnh Thơ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe ô tô ở Hải Dương. Những bước chân đầu tiên trong nghề xuất thân từ một gia đình tri thức với bố là nhà thơ và mẹ là một nghệ sĩ. Nhưng Lưu Minh Vũ lại không chọn con đường văn học giống bố hay con đường nghệ thuật của mẹ, mà anh đã tự chọn một lối đi riêng là báo chí truyền hình. Lưu Minh Vũ chia sẻ rằng, khi anh bước vào ngành truyền hình, anh không hề có ý định trở thành người dẫn chương trình. Anh cảm thấy mình không có tài năng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên với tính cách chẳng biết sợ là gì, anh luôn sẵn sàng bước lên khi có cơ hội, khi mà tình huống xảy ra bất ngờ cần người chữa cháy. Sau này tên tuổi của MC kỳ cựu gắn liền với các chương trình truyền hình đình đám, thậm chí trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ khán giả. Trong đó phải kể đến các chương trình siêu hot một thời như Ở Nhà Chủ Nhật, Chiếc Nón Kỳ Diệu, Hãy Chọn Giá Đúng, Đường Lên Đỉnh Olympia, Bảy Sắc Cầu Vồng. MC Lưu Minh Vũ gây ấn tượng với khán giả bởi lối dẫn duyên dáng giản dị, tạo nhiều thiện cảm. Từ đó Lưu Minh Vũ dần dần trở thành một người dẫn chương trình. Tuy nhiên anh vẫn đảm nhận nhiều vai trò khác như trợ lý trường quay, biên tập. Những chương trình giúp Lưu Minh Vũ trở thành MC quốc dân một thời, Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những chương trình truyền hình giáo dục nổi tiếng nhất của Đài Truyền hình Việt Nam. Lưu Minh Vũ đã hoạt động trong suốt 3 mùa của chương trình vào năm 2000, 2002 và 2003. Kết thúc dẫn dắt Đường Lên Đỉnh Olympia, nam MC trở thành người dẫn của Hãy Chọn Giá Đúng vào năm 2005, nối tiếp MC Lại Băng Sâm. Trong chương trình này, Lưu Minh Vũ một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả với phong cách dẫn gần gũi nhưng vô cùng lôi cuốn của mình. Hiện tại Lưu Minh Vũ đang đảm nhiệm vai trò quản lý trong lĩnh vực truyền hình. Anh hiện đang là phó trưởng phòng trò chơi và gặp gỡ trên kênh truyền hình 1 thuộc ban sản xuất các chương trình giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam. Với Lưu Minh Vũ, ngày 29 tháng 8 năm 1988 có thể nói là khoảnh khắc đau lớn nhất trong cuộc đời anh khi ba người thân của anh ra đi vĩnh viễn do tai nạn giao thông thảm khốc, để lại vết thương không thể lành lại trong trái tim anh. Anh kể rằng, vào tháng 8 năm 1988, Lưu Quỳnh Thơ chỉ mới 13 tuổi và đang nghỉ hè. Lúc đó, cố nhà thơ Lưu Quang Vũ phải đi công tác ở Hải Phòng nên đã thuê ô tô chở vợ Xuân Quỳnh và con trai đi cùng để sau đó có thể ra Đồ Sơn chơi. Nhưng không ngờ bất hạnh đã ập đến khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại chân cầu Phú Lương, Hải Dương. Theo nam biên tập viên, so với ngày nay, thời kỳ đó hiếm khi xảy ra tai nạn giao thông vì phương tiện đi lại rất hạn chế. Gia đình anh thuê ô tô đi là rất có điều kiện. Lưu Minh Vũ chia sẻ rằng lúc đó mọi người đã không cho anh đi xuống Hải Dương khi vụ tai nạn xảy ra, cướp đi bố mẹ và em trai của anh. Tuổi để tôi nhớ hết mọi thứ nhưng vẫn chưa đủ tuổi để tôi vượt qua cú sốc kinh hoàng ấy. Dù lúc đó tôi đã 18 tuổi, đủ tuổi để nhớ lại mọi thứ nhưng không đủ để vượt qua cú sốc kinh hoàng ấy. Tôi cứ đổ lỗi cho số phận đã cướp họ khỏi cuộc đời tôi nhưng kỳ thực điều đó quá nghiệt ngã. Mặc dù không phải là con ruột nhưng Lưu Minh Vũ luôn coi nhà thơ Xuân Quỳnh như người mẹ thứ hai. Nam MC không ngần ngại khi gọi cố nhà thơ với cái tên thân thương là Má Quỳnh. Anh chia sẻ thêm rằng mình vô cùng cảm động và biết ơn Má Quỳnh. Dù là một nhà thơ tình nổi tiếng, công việc luôn bận rộn, nhưng vẫn quán xuyến và chăm sóc lo lắng cho gia đình. Tình cảm sâu sắc đó khiến nỗi đau trong tim Lưu Minh Vũ vẫn còn đọng mãi. Anh không thể ngăn được nỗi buồn ập đến mỗi khi đến ngày giỗ bố má. Nghe ai đó đọc một bài thơ của bố má hoặc nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của họ, anh lại cảm thấy trĩu nặng. Anh dường như không thể vượt qua được nỗi đau quá lớn và quá nặng. Nhiều lúc anh phải tự ám thị rằng may mắn bố và má đi cùng nhau, nếu chỉ có một trong hai người mất, không biết người còn lại sẽ tiếp tục sống như thế nào. Anh thổ lộ rằng nhiều lần anh ước rằng bố Lưu Quang Vũ có thể kém tài năng một chút để có thể sống lâu hơn bên cạnh anh, chứ không quá tài năng và phải ra đi sớm như này. Suốt thời gian qua, anh luôn giữ nguyên ngôi nhà trên phố Huế, tổ ấm ngày xưa của họ, dù không sống ở đó. Lưu Minh Vũ tâm sự, mỗi lần về đó tôi như bị mê man trong mọi ngóc ngách của ký ức, nếu cứ ở đó lâu tôi sợ mình bị thần kinh mất. Năm 1999, Lưu Minh Vũ quyết định lập gia đình ở tuổi 29. Sau đó, nam MC đã có tiết lộ rằng anh và vợ quen nhau trước khi anh đi du học. Khi anh trở về, họ gặp lại nhau và nhanh chóng nên duyên. Chia sẻ về quyết định kết hôn, nhà báo tin rằng hai người trở thành vợ chồng là do số phận và bản thân anh cũng là một người tin vào chữ duyên trong cuộc sống. Khi được hỏi về gia đình nhỏ của mình, biên tập viên Lưu Minh Vũ đã có những chia sẻ. Bà xã rất khác tính tôi, thế mà lấy được nhau mới lạ. Cô ấy cũng không phải người làm truyền hình. Chúng tôi có với nhau hai con trai, cả hai cháu đều rất tự lập. Mặc dù bận rộn với công việc tại nhà đài, nhưng Lưu Minh Vũ vẫn dành thời gian để giúp đỡ vợ. Anh chia sẻ rằng vợ anh khen anh nấu ăn ngon. Nam MC cũng cho biết rằng anh luôn nhường nhịn phụ nữ không chỉ là với vợ mình. Tuy nhiên bà xã của anh không bao giờ ghen tị vì anh rất nghiêm túc và luôn lo lắng cho vợ. Thời gian trước, sau khi vắng bóng một thời gian dài trên sóng truyền hình, người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ khi thấy sự thay đổi ngoại hình đáng kinh ngạc của nam MC. Mặc dù không thường xuyên cập nhật hình ảnh trên những tài khoản mạng xã hội, nhưng từ những hình ảnh được tiết lộ, nhiều người đã không nhận ra người MC quốc dân một thời. Có thể thấy giờ đây, nhà báo không còn dáng vẻ thư sinh mảnh mai như xưa mà đã phát tướng thay đổi trông thấy.